Một em xe Captiva còn rất là đẹp anh chị, tự động đời 2012, mẫu mới, máy eco, thắng điện tử. Và đang để cho anh chị mình chiếc xe này chỉ có 200 tí nha, 200 lớn chứ không phải tí lộn. Số tự động 2012 mẫu mới, dòng này bản bản cao cấp anh chị, mẫu này nó dài cho đến 2014-15 luôn anh chị. Đèn bi ga lăng mẫu mới nè, mâm rất là đẹp. Mẫu cũ thì bán 180, mẫu mới này là 295. Máy 2.4, 20, cuối 21, mẫu 23, 14 nó dài, đăng kiểm tới năm sau. Dòng này thì nó rất là đẹp và chạy rất là sướng, mới rồi anh chị nha. Máy mới chạy tiết kiệm xăng 100 cây số, dòng này anh em mình đi từng khoảng từng cỡ 9 lít thôi. Đó, chạy rất là hay, rất là sang, form rất là đẹp anh chị nha. Đó, 7 chỗ ngồi, gầm cao, máy thoáng, chạy sướng nha. Đó, LTZ. Anh em không thích thì qua mẫu cũ. Mẫu cũ thì bán cho anh em mình 180 triệu nha. Tự động luôn, che nắng che mưa chở cả gia đình mình đi luôn anh chị nha. Rất là nhiều xe anh chị, tha hồ anh chị em mình qua lựa lái thử, chạy thử, đừng có ngại ngùng nha. Có alo là có bớt cho anh chị em mình thôi. Xe thì bít bãi rất là đông, tha hồ lựa lái thử chạy thử nha. Ở cảm biến đầu đít nè, máy gầm số êm nè, đèn hai gạch nè. Anh em quan tâm mẫu này thì alo cho bé Thịnh. Cảm ơn, chúc anh em mình nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống anh chị em mình nha.